xin kính chào quý vị khán thính giả của người việt channel tôi là bùi như mai từ san jose california sau cuộc bầu cử vòng thứ hai cho chức thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang georgia đó, thì um, ứng cử viên herschel walker đã thua và bao nhiêu là ý kiến đã mổ xẻ về chuyện này tại sao đảng cộng hòa đồng ý đưa một người hoàn toàn không có khả năng cả về trí tuệ và tư cách ra đại diện cho đảng để tranh chức thượng nghị sĩ ở một tiểu bang quan trọng như vậy. Đây là một cuộc bầu cử quan trọng cho Đảng Cộng Hòa để lấy lại quyền kiểm soát Thượng viện. Vậy chúng ta cùng nhau nghe các ý kiến mổ xẻ này nhé. Bài viết có tựa đề là One Not Thắng và Trump lại thua một lần nữa. Đó là bài viết của Ross Duthat được đăng trên báo The New York Times ngày 7 tháng 12 năm 2022 do Bùi Như Mai Dịch. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, đó, tức là 2 năm trước đó quý vị, là kỳ bỏ phiếu lần thứ hai gọi là run off, để tranh hai chức thượng nghị sĩ vào thượng viện cho tiểu bang Georgia. Vì sau cuộc bầu cử chính thức ngày 3 tháng 11 năm 2020, đã không có một ứng cử viên nào đạt được 50%. Và ngay lập tức đó, thì cuộc bầu cử này đã bị cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 làm lu mờ. Và chuyện bầu cử runoff năm nay đó thì đã làm cho mọi người nhớ lại chuyện bạo loạn tấn công quốc hội vào hai năm trước. Và kết quả của uh, bầu cử runoff năm nay ở Georgia cũng là một bài học cho Đảng Cộng Hòa là phải tìm hiểu coi tại sao họ nên từ bỏ Donald Trump. Trong kỳ runoff trước đó quý vị thì Trump đã trực tiếp một cách trắng trợn để ảnh hưởng đến kết quả của runoff. Đó là Trump đã biến toàn bộ giai đoạn trước bầu cử runoff trở thành một sân khấu cho các màn kịch mà kịch bản đó là chuyện Trump tuyên bố về gian lận bầu cử và Trump liên tục diễn tại cái tuần này và đầy các ứng cử viên thượng viện của đảng cộng hòa đó là bà Kelly Loeffler và ông David Perdue vào thế đó là họ phải theo Trump họ phải tấn công vào sự trung thực của cuộc bầu cử mà họ đang cố gắng để thắng và gần như chắc chắn là Trump đã làm nản lòng cử tri của đảng cộng hòa sắp đi bỏ sắp đi bỏ phiếu vì ông ta tuyên truyền rằng bầu cử gian lận và được các loa phường điên cuồng những loa phường này là đàn em của Trump đó quý vị Họ ra rả loan tin Cho nên là càng làm nản trí dân của đảng Cộng Hòa Bầu cử năm nay thì Trump không ảnh hưởng trực tiếp lắm Nhưng vẫn là một ảnh hưởng quan trọng Đó là Trump đã khuyến khích Anh chàng cầu thủ football Herschel Walker Ra tranh cử vào Thượng Viện Và Trump đã giúp Herschel Walker thắng vòng sơ bộ Sau khi mà Trump đã giúp uh, Walker quét sạch bóng quân thủ. Và Trump bảo đảm rằng đó Đảng Cộng Hòa sẽ có một ứng cử viên tồi, bất tài và thiếu đạo đức tranh cử vào Thượng viện là một trong số các cuộc tranh cử quan trọng nhất của kỳ bầu cử này. Và sau đó, đó Trump đã đặt để Walker phải bước thấp bước cao ráng mà tranh với Raphael Warnock trong kỳ runoff dưới cái bóng râm của, của, của chính Trump đó sau khi ông ta đã eo uột tuyên bố ra tái tranh cử và sau khi ông ta ăn uống no nê hả hê với những tên da trắng thượng đẳng chống do thái và sau khi ông ta kêu gọi dẹp bỏ hiến pháp để khôi phục chức tổng thống cho ông ta tất cả những hành động thiếu suy nghĩ của trump đó, cho thấy cuộc bỏ phiếu trong kỳ runoff trở thành một mô hình nhỏ cho toàn cảnh bầu cử năm 2022 này nè là dưới ảnh hưởng của Trump đối với các ứng cử viên mà Trump đưa ra đó thì Đảng Cộng Hòa trước đó đã phải hy sinh cơ hội nắm quyền Thượng viện. Và bây giờ lại xí cô hồn thêm một ghế Thượng viện nữa. Từ chuyện runoff năm 2024 đó, à, năm 2021 đó, lại nghĩ vớ vẩn đến chuyện runoff kỳ này. Sẽ có làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa thay đổi suy nghĩ gì về Trump không? nếu các cử tri đảng cộng hòa không cảm thấy mệt mỏi với Trump sau khi ông ta đã góp phần làm cho bầu cử runoff năm 2021 thất bại đó mà đáng lẽ đảng cộng hòa có thể thắng được vào lúc đó rồi sau đó, đó ông ta đã kích động bạo loạn xông vào quốc hội ngay ngày hôm sau thì tại sao thất cử thêm một kỳ runoff nữa lại là thời điểm để để từ bỏ Trump đúng không bằng cách nào đó, đó kỳ này nè nếu mà Trump vẫn tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu của đảng cộng hòa trong năm 2024 đó và sau cái bao nhiêu là bạo loạn điên rồ của ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó thì tại sao những cử tri trung thành ủng hộ ông điên cuồng lại bỏ rơi ông sau những thất bại bầu cử năm nay là vào ngày 8 tháng 11 hay là vào ngày 6 tháng 12 kỳ runoff vừa rồi đúng không quý vị? đâu có lý do gì để phải từ bỏ ông đâu? tôi trả lời là những người trung thành với Trump nhất đó, sẽ không từ bỏ ông ta đâu. Họ sẽ ủng hộ ông mạnh mẽ, bỏ phiếu cho ông trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Nên Trump sẽ không bỏ cuộc sớm đâu. Nhưng đối với những cử tri Cộng hòa không phải là những người trung thành với ông, đó, với Trump, đó. những người đã không bỏ phiếu cho Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 đó, thì có hai lý do là cuộc bầu cử runoff kỳ này nè khác với runoff năm 2021. Lý do thứ nhất là gì? Là Trump đã thua quá nhiều lần rồi. Giống như chuyện đội tuyển Maroc hôm vừa rồi đó quý vị. Họ như là có phép màu ở World Cup vậy đó. Và họ đã phật đền và thắng đội Tây Ban Nha. Thì chuyện Trump thắng cử năm 2016 đã trước sự kinh ngạc của chính Trump và tất cả mọi người nên Trump có niềm tin vững mạnh đó Và chính ông ta là ông ta có phép màu. Nhưng Đảng Cộng Hòa sau đó đó đã để mất Hạ Viện vào năm 2018. Cũng được thôi. Đúng thôi. Vì Đảng đương nhiệm thường mất quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà. Đúng không? Rồi hai năm sau nhé. Năm 2020. Đảng Cộng Hòa để thua luôn chức Tổng thống. Ok. Cũng được đi. Vì đại dịch xảy ra rồi có các cuộc biểu tình rầm rộ và các luật lệ bầu cử bị thay đổi vì đại vì đại dịch tức là bầu bằng thư bưu điện và tình hình đất nước nói chung lúc đó là hỗn loạn rồi cách điểm số trong cuộc thăm dò đó thì đã sai và Trump gần như là thắng phiếu cử tri đoàn và phép màu của Trump vẫn còn đó nhưng không còn hiệu nghiệm lắm và Đảng Cộng Hòa lại thất vọng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2020, 2022 này này vì đáng lẽ các ứng cử viên Cộng Hòa phải thắng dễ dàng trong bối cảnh mà họ nghĩ là phần thắng sẽ thuộc về họ. Và quê mặt hơn nữa, đó là các con gà ứng cử viên yêu dấu của Trump đó đều thất cử. Trong khi các ứng cử viên Cộng Hòa khác thì thắng cử dễ dàng. Và đến một lúc nào đó, ký ức về bầu cử 2016 sẽ phai nhạt và niềm tin vào phép màu cũng hết. Và đến một lúc nào đó đó Ngay cả những tên nịch đầm Nịch bợ dân đó Để nắm quyền đó Thì cũng cần phải thắng chứ Chứ đâu có phải mà nói 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 suông như vậy hoài được nữa đúng không quý vị Phải thắng Để giữ chặt cái đám cử tri ủng hộ trung thành chứ Và đến một lúc nào đó Có thể chưa là bây giờ đâu Nhưng cũng phải gần tới lúc đó rồi Mà tên lãnh đạo này cứ thua hoài đó thì ông ta trông giống như là một kẻ thất bại thực sự ở loser lý do thứ hai đó là bầu cử runoff lần này khác là vì sao vì chuyện thất cử là một sự thực đau lòng nỗi đau của sự thất bại và kinh nghiệm thất cử phải có đủ thời gian nó mới ngấm vào trong lòng mình vì lần trước đó lần mà runoff kỳ trước năm 2021 đó thì Trump đã kích động bạo loạn để mong giữ cái ghế tổng thống đó, nên kết quả cuộc bầu cử Runoff cũng bị tan theo mây khói trong cuộc bạo loạn ở quốc hội này. Đúng là có đã đúng là đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi Trump biết mình đã sai lầm về sự đập phá của đám bạo loạn làm vị thế của ông ta yếu đi hẳn và sức mạnh quyền lực đã bị tổn tổn thương cũng sẽ bị tổn thương chứ không phải đã, cũng sẽ bị tổn thương nếu Quốc hội Cộng Hòa sau bạo loạn sẽ phối hợp để trừng phạt ông ta. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Vì khi mà dàn lãnh đạo của Quốc hội Cộng Hòa đó, người thì quá thận trọng như Mitch McConnell, còn người thì hèn nhát chạy ngay xuống mar lago quỳ mọp phù phục Trump như là Kevin McCarthy. Và chính những quyết định này của họ đó quý vị, đã giúp Trump đứng lên lại và gây dựng lại quyền lực. Và bản chất quái dị của cái ngày bạo loạn 6 tháng 1 cũng vậy. Đó. Có đầy những nỗ lực để giải thích từ phía mà bên Trump đó. Thì những câu chuyện cũng luôn được hướng về một ông tổng thống bất đồng, bốc đồng và điên rồ. Với hầu hết mọi người đó thì đây là một cuộc bạo loạn chết người nhưng từ một góc nhìn ngớ ngẩn khác đó, của đám bên Trump đó, thì họ chỉ tập trung vào cảnh mà tên bạo loạn Q, QAnon là Shaman đó, là cái tên mà có cái 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 sừng bò trên đầu đó quý vị. Thì họ tập trung vào cái cảnh cái tên này nè đi hùng hổ trên sàn của Thượng viện ở Điện Capitol đó. Hơn là họ tập trung vào chuyện Trump thực sự muốn làm một cuộc đảo tránh mà. Tuy nhiên phía bên mà bên vực Trump đó họ họ đã xoay chuyển câu chuyện cốt để giải thích chuyện bạo loạn theo cách của họ. Nghe mắc cỡ lắm quý vị ơi. Họ có đủ tài liệu dữ kiện để biết cuộc bạo loạn tiến hành và diễn ra ra sao chứ. Nhưng họ cố ý giải thích theo lối của họ. Mặt khác, những thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua đó, mặc dù ít căng thẳng và ít cực đoan hơn so với lúc mà bạo loạn tấn công vào quốc hội, những thất bại bầu cử này đó cũng khó cho Đảng Cộng Hòa phải giải thích làm sao đây. Để mọi người vẫn nghĩ là Đảng Cộng Hòa vẫn là thần thánh thay vì là những tên thất bại. Bunch of losers. Câu chuyện bầu cử gian lận mà Trump vẫn thường nói đó cũng đã được như là ông ta gào tới gào lui là kết quả bị đánh cắp. Nhưng mà nếu Trump phải ra tranh cử vào năm 2024 với DeSantis thì Trump sẽ phải đối mặt với một đối thủ mà đối thủ này không cần phải giải thích về chuyện thất cử là một chiến thắng nhưng bị đánh cắp bởi vì the đã tái đắc cử dễ dàng trong khi con gà của Trump là Walker và rất nhiều người được Trump ủng hộ đều thua và một quy tắc phải nói là rất xưa rất cổ rất xưa này là nếu mà ai cần giải thích một chuyện gì đó tức là người đó đang thua Đặc biệt là Trump phải giải thích cho các cử tri sơ bộ tại sao những chiến thắng mà ông hứa với họ là sẽ thắng mệt nghỉ lại biến thành quá nhiều thất bại. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của ông Ross Duthat. Ông là nhà báo chuyên viết bình luận cho báo The New York Times từ năm 2009. Và sau đây là một bài khác cũng về sự thất bại của Herschel Walker Bài viết có tựa đề là Tại sao sự thất bại của Herschel Walker, một cầu thủ football nổi tiếng mà Trump chọn ra tranh cử lại quan trọng như vậy? Tại sao sự thất bại lại quan trọng như vậy? Bài viết của ông Josh Blow cũng được đăng trên báo The New York Times ngày 7 tháng 12 năm 2022 do Bùi Như Mai Dịch. Donald Trump rất là thích Herschel Walker. Trump đã nói với Herschel Walker như vậy nè khi mà Trump đuổi Herschel Walker ra khỏi cái show The Apprentice đó. Đây là lời nói của Trump nha quý vị, nó lụng ca lụng cùng nhưng mà nhưng mà Trump nói kiểu như vậy nè. Anh biết tôi tôi thích anh nhiều lắm không Tôi thích anh, tôi thích anh. I love you, I love you. Tiếng Anh Trump nói như vậy đó. Tôi không phải là một người đồng tính nam và tôi thích anh. I love you, Herschel. Herschel, tôi đuổi anh đó, you are fired. như Walker đã nói trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước đó thì Walker nói như vậy nè tôi biết Donald trước khi ông ấy trở thành Donald tôi khởi đầu với Donald Trump tôi thường nói với mọi người á là con của Donald Trump là Donald Jr và Ivanka đã ở chơi với tôi suốt mùa hè Quý vị biết là Herschel Walker đưa hai cái đứa nhỏ này là đến Disney World, đến Sea World, đến sở thú Bronze và nhiều nơi khác nữa. Rồi chính con trai của Walker là Christian ấy, thì gọi Trump là Bắc Don. Rõ ràng là Trump và Herschel Walker rất là thân với nhau. Và Trump có cách đối xử ngoại lệ với người Mỹ da đen nha. Mà cách đối xử ngoại lệ này là chỉ dành cho các lực sĩ và nghệ sĩ da đen nổi tiếng mà thôi. Quý vị biết là Trump ở New York đó thì cái giới thượng lưu ở New York không ưa Trump. Và khi giới thượng lưu ở New York không chơi với Trump nữa đó thì Trump đã tìm thấy một nơi trốn là chỗ tập hợp văn hóa của các giới nghệ sĩ. Và Trump dần dần hiểu được giá trị tiền bạc tiềm ẩn trong trong cái 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 tập hợp uh, của cái giới nghệ sĩ đó đó. Và sức mạnh của cái tập hợp này không giống như xã hội thượng lưu là chỗ riêng cho tầng lớp của họ, còn thế giới nghệ sĩ đó thì họ dựa trên sự hòa nhập của tất cả mọi thành phần trong xã hội và họ có sức mạnh kinh tế riêng của nó từ rất sớm nha Trump đã nhìn ra được sự béo bở của ngành giải trí và ông ta mơ sẽ kiếm tiền ra từ đó sẽ kiếm ra tiền từ đó rồi từ rất sớm Trump đã thấy được sức mạnh của những người nổi tiếng và họ chính là người sẽ giúp giấc mơ kiếm tiền của ông. Đối với Trump, thì những người nổi tiếng đó là thuộc một tầng lớp riêng. Và vì họ nổi tiếng, nên họ có thể vượt qua giới hạn chủng tộc và sự giàu có. Và họ bước vào thế giới của những người được trọng vọng. Ai cũng có thể ngưỡng mộ một người da đen nổi tiếng, cổ vũ hoan hô người da đen này thưởng thức tài nghệ của anh da đen này nhưng vẫn không thích hoặc không hề bỏ bớt thành kiến của mình đối với những người da đen khác miễn là những nghệ sĩ giải trí đó, đó. đừng đề cập gì về vấn đề chủng tộc cả chỉ nói loanh quanh chuyện gia đình như là chuyện khen bố mẹ họ đã nuôi dạy họ ra sao rồi chuyện họ lớn lên trong gia đình họ ra sao và như vậy đó thì ngay cả những người ghét dân da đen cũng có thể là những người hâm mộ các nghệ sĩ da đen này. Đây là lý do tại sao mà Trump luôn nói rằng đó ông không phải là người kỳ thị chủng kỳ thị chủng tộc vì ông ta biết và thân với rất nhiều nghệ sĩ da đen. Trump thân với họ đó trong khi ông ta ghét những người da đen và những người da nâu khác. Người da nâu tức là người gốc uh, Latino đó. Herschel Walker cho biết đó, mối quan hệ thân tình của anh ta với Trump đó, bắt đầu từ năm 1982. Rồi một vài năm sau đó, đó quý vị biết chuyện gì không? Tức là vào năm 1989, đó, thì Trump đó đã đăng nguyên một trang quảng cáo bự trên bốn tờ báo của thành phố New York, kể cả báo The New York Times. Ông ta kêu gọi phục khôi phục án tử hình ở New York để tử hình năm thanh thiếu niên được gọi là Central Park 5 để làm cho các tụi nhỏ này phải sợ hãi chơi vậy đó. Đó là lời của Trump nha. Rất là ác. Các em này nè đã bị án oan và sau đó họ đã được minh oan. Nhưng Trump đã nhất định không chịu xin lỗi về 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 cái quảng cáo của ông ta là kêu gọi tử hình năm cái em này nè. Cái vụ án này là như vậy nè quý vị, vụ án này đó là năm thanh thiếu niên da đen và Latino đã bị kết án oan là đã hãm hiếp dã rất là dã man và suýt giết chết một cô gái đang chạy ở Central Park là một cái công viên nằm ngay trong thành phố New York. Khi đó cảnh sát đã ép cung các em này bắt các em nhận tội mà các em không hề phạm tội. Và sau đó các em được minh oan vào năm 2002 và các em đi kiện và được thành phố bồi thường 41 triệu đô la trong năm 2014. Trump đó giống như một số người, đó. ông ta có thể tách nhỏ vấn đề chủng tập ra từng phần đó. Ông tách biệt một số ít người mà ông thần tượng ra khỏi những người mà ông kỳ thị, ông ghê tởm. Và vì vậy đó, khi cần một đảng viên cộng hòa ra tranh cử vào ghế thượng viện ở Georgia tranh với một thượng nghị sĩ đương nhiệm là Raphael Warnock, Warnock là một người da đen được sự ủng hộ của cử tri da đen cũng như những cử tri khác đó lúc đó đó, Warnock đã làm ngạc nhiên giới chính trị ở tiểu bang Georgia khi ông thắng cử lần đầu tiên vào năm 2021 vào thượng viện. Và Trump lúc đó đó, ông đã làm ngay một bài toán rất là đơn giản về chủng tộc. Đó là Trump biết một người da đen bảo thủ có thể ra tranh cử với cái ông trí thức da đen có khuynh hướng cấp tiến này, này là ông Warnock. rồi, và quý vị biết chuyện gì không? Trump liền gọi cho anh bạn Walker của ông ta. Đó của ông Trump á, dù rằng thứ nhất nhà Walker không phải là một nhân vật chính trị hay là có tí kinh nghiệm gì về chính trị cả, à, chuyện này không thành vấn đề đối với Trump. Thứ hai đó là Walker hoàn toàn không có khả năng cho bất cứ chức vụ nào trong bộ máy chính quyền cũng không thành vấn đề đối với Trump. Thứ ba đó là Walker không sống ở tiểu bang Georgia cũng không thành vấn đề đối với Trump. Trump dụ dỗ Walker ra ra tranh cử, ra ứng cử và Walker đồng ý. Trong đầu óc của Trump, đó, Trump nghĩ là chỉ cần người nổi tiếng thì các khuyết điểm sẽ được che đậy hết. Nhưng cuối cùng kết quả là gì? Như chúng ta đã biết đó là không kết thúc tốt đẹp. Và Walker thua và tên tuổi của Trump nè, sự ngưỡng mộ người nổi tiếng của Trump nè và Trump đã ra sức quảng cáo về sự nổi tiếng của Herschel Walker cũng không đủ sức để tha Walker về tới đích. Nhưng nếu Walker thất bại một đó, thì Trump còn thất bại nặng nề hơn. Đó. Vì Walker là người được đích thân Trump chọn nha. Chứ không phải giống như một số ứng cử viên khác trong kỳ bầu cử này đó. Và với những người đó đó thì Trump chỉ đơn giản tuyên bố là ủng hộ họ thôi. Chứ không phải là đích thân lựa như là lượng quát cơ Và ngay cả trước cái kỳ bầu cử runoff hôm thứ ba vừa rồi đó, thì tiểu bang Georgia đã không bầu cho các ứng cử viên theo Trump, mà họ bầu cho những ứng cử viên đã công khai chống lại Trump. Những ứng cử viên đã bất chấp những dụ dỗ đe dọa của Trump để đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 cho Trump. Và từ đó Trump đã thù họ ghê gớm lắm. Đúng là Walker là một ứng cử viên tồi tệ trong lịch sử nhưng tên tuổi của Trump cũng đã bắt đầu bị dân ở tiểu bang Georgia chán ghét rồi chuyện này đó thì đảng cộng hòa ở Georgia không có cách nào để bào chữa được vì họ đã đồng tình đu theo cái gánh xiếc của Walker mà ngay cả sau khi họ rõ ràng mười mươi là anh chàng là anh 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 chàng này anh chàng Walker không chỉ là không đủ tiêu chuẩn để trở thành thượng nghị sĩ mà còn không có khả năng để làm công việc của một thượng nghị sĩ nữa. Đảng Cộng Hòa đã thấy rõ sự bất tài, đầu óc ngu muội và những khiếm khuyết rõ ràng của anh anh chàng Walker này, nhưng họ vẫn nhất định để tính đảng phái lên trên nguyên tắc căn bản của Đảng Cộng Hòa. Họ tự dối trá để bào chữa cho Walker, họ họ vòng vo tam quốc chuyện kỳ thị chủng tộc để ủng hộ Walker và một số người cho rằng đó, sự ngu muội thiếu thông minh của Walker có thể là điểm tốt vì Walker nói theo cách mà nhiều người da đen ở Georgia nói và người da đen hiểu cái cách nói đó quý vị thấy điều này là quá khinh thường trí tuệ của người da đen không? đúng không trong quá trình mà đảng cộng hòa tạo nên một ứng cử viên da đen kiểu kiểu Walker này nè họ cho là sự kém cỏi về trí tuệ là đặc điểm của người da đen và hầu hết da đen đó là là họ cho hầu hết người da đen là như vậy và họ hy vọng đó là một người da đen khi vào được thượng viện rồi đó thì chỉ cần nghe theo lệnh của họ thôi và sẽ bỏ phiếu theo những gì mà đảng cộng hòa muốn và Walker đã chứng tỏ rằng anh ta sẽ làm được cái điều mà đảng cộng hòa muốn anh ta làm anh ta sẽ sẵn sàng làm con dối cho những tay sử dụng con dối và muốn nói gì thì nói quý vị biết đó là có cái um, cái 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 người mà họ họ, họ sử dụng con rối đó, họ cầm tay mà họ sử dụng con rối đó thì cái cái tiếng Anh kêu người này là ventriloquist, tức là người sử dụng tiếng nói từ trong bụng của họ khi họ điều khiển con rối đó. Khi mà họ nói đó thì họ không hề nhấp miệng, họ cho con rối nói mà họ họ nói nhưng mà cái miệng họ cái miệng họ uh, nằm im vậy đó thành ra là mình cứ tưởng tượng nên khán giả chung quanh đã khi nghe đó thì sẽ có cảm tưởng như là tiếng nói phát ra từ con rối hoặc là từ một chỗ nào khác chứ không phải từ cái người mà cầm cái con rối đó thì là đảng cộng hòa muốn Herschel Walker làm như vậy đó. tức là muốn tức là làm con rối cho những tay sử dụng con rối đó, đó, và Walker chỉ có im thôi để cho cái 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 người sử dụng muốn nói gì thì muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm mà cái điều ghê sợ đó quý vị, đó là Walker đã thu được rất nhiều phiếu nha. Cũng ngang ngửa với Warnock chứ không phải không đâu. Và tình hình lúc đó rất là nguy hiểm vì anh 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 chàng Walker này có thể thắng cử được chứ không phải không đâu nha. Chuyện um, Walker đó, chuyện này nè sẽ tồn tại như là một vết nhơ của Đảng Cộng Hòa. Walker đã không thắng, Walker đã thua cái đảng chính trị mà không có tư cách cũng đã không thắng. Và Trump cũng đã không thắng. Xin lỗi quý vị. Chỉ có tài năng và những suy nghĩ ý thức có tình, có lý đã thắng trong cuộc bầu cử này. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của ông Charles Blow. Ông là bình luận gia của báo The New York Times từ năm 1994 thêm một bài viết nữa tôi muốn kể cho quý vị nghe đó. bài viết sau đây đó là của một nữ tác giả Mỹ da đen bà ta đã phẫn nộ về chuyện Đảng Cộng Hòa đưa một người da đen ra tranh cử với một người da đen khác để chứng tỏ là họ không phải là dân kỳ thị chủng tộc bài viết của bà ta có tựa đề là Herschel Walker là một thảm kịch của nước Mỹ Cơ thể Walker là da đen, nhưng chiến dịch tranh cử của anh ta là da trắng. Đó là bài viết của bà Caroline Randall Williams được đăng trên báo The Atlantic ngày 6 tháng 12 năm 2022 do Bùi Như Mai tóm lược và dịch. Bài này dài lắm quý vị, ra tôi chỉ tóm lược thôi. Đảng Cộng Hòa họ coi đó, đó là một thứ hàng hóa. Một thứ hàng hóa cá nhân có sở hữu chủ. Có thể là hàng hóa lậu là tiền bạc của cải nữa. Một anh chàng mà có tấm thân da đen ở miền Nam nước Mỹ là gì? Có phải là một người đàn ông da đen bị bắt làm nô lệ phải làm việc ngoài đồng áng cho chủ nô người da trắng không? Hiện giờ đó khi nói về người da đen và chính sách của người da trắng đó, thì không thể không nói về Herschel Walker được, là ứng cử viên đảng Cộng hòa vào thượng viện trong cuộc bầu cử runoff. Ở Georgia. Nhưng để nói về Walker đó, tôi, tức là tác giả bài này, phải bắt đầu nói về nơi anh ta thực sự cư trú đó là tiểu bang Texas. Tôi đã xem phim Friday Night Lights và gần như bị ám ảnh trong suốt năm cuối của bậc trung học. Bộ phim này đã khiến tôi muốn tìm hiểu tất cả những chuyện khó khăn và kỳ lạ về các vùng của miền Nam Hoa Kỳ chẳng hạn như là vấn đề chủng tộc hoặc là thành phần xã hội vân vân. Nhưng có một cảnh trong phim mà tôi rất là ghét. thì chuyện phim nó như thế này này. một huấn luyện viên của đội uh, football nó tên là Gaines đã sẵn sàng cho mùa giải football bắt đầu. và hôm đó thì có một bữa ăn tối và ngồi quanh bàn ăn đó là huấn luyện viên và các nhà tài trợ người da trắng giàu có. Những người này có lẽ là con chiên yêu Chúa, yêu football và yêu Texas, chứ ngoài ra họ không còn yêu cái gì khác nữa. Người đang ngồi ăn đó thì có một tiếng của một bà, bà nói một cách gần như là sống sượng về thân thể của những cầu thủ trẻ mà bà ta nhìn thấy trên sân tập của đội banh Bà nói như thế này nè. Những gì tôi thấy ở ngoài sân tập đó là tốc độ chơi banh rất là nhanh. Nhưng chả thấy anh chàng nào có được cả huấn luyện viên à. Tôi thấy có một số cầu thủ nhỏ con quá. Đó là bà ta lo lắng về việc cầu thủ năm nay nhỏ con và đã khuyên ông huấn luyện viên Gaines, tên là Gaines, đó, là ông nên đem anh chàng Bubby Miles về đội phòng thủ đi. Cho nó chơi cả đội công và đội thủ. Ông huấn luyện viên lại không nghĩ như vậy vì ông không muốn mạo hiểm đem con ngựa chiến da đen của đội ra chơi cái kiểu đó rồi nhỡ bị thương thì sao? Và ông trả lời bà kia đó là ông sợ con ngựa chiến của ông bị thương và ông chỉ muốn anh ta phải chơi ở đội công để ghi bàn thắng với những cú với những cú touchdown. Quý vị chơi football thì biết touchdown là là, là, là là những cái cú mà ghi bàn thắng đó. Ông ta không muốn là anh ta chơi trong cả hai đội vừa công và thủ. Thì người phụ nữ đã mau mắn trả lời và câu trả lời của bà ta mãi mãi khắc sâu trong trong tâm trí tôi. Mẹ kiếp. Thằng da đen to lớn đó đó không dễ bị đánh gục đâu. Ông muốn đánh bại phe đối phương thì phải cho cái thằng da đen đó đó chơi ở vị trí phòng thủ trung vệ. Tức là middle linebacker. Back, line tức là nếu ai biết giành football thì phải thì biết là cái cái vai và vai trò uh, trong cái cái đội phòng thủ của một cái đội football đó vị, tức là vị trí của uh, của 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 um, anh chàng này mà bà này muốn ông huấn luyện viên phải để cho anh da đen này chơi ở cái vị trí đó thì cái câu nói đó là thằng da đen to lớn đó sẽ không dễ bị đánh gục đâu nó làm cho mỗi lần tôi nhìn thấy một trong những tay thuộc đảng cộng hòa đó, những tay này là những tay tự mãn, mặt thì mập như con heo, có vẻ hiểm đó, ngồi cạnh Herschel Walker đó, những người này đó họ đang nhào nặn anh ta theo cách của họ và họ đẩy anh ta ra để tranh cử. Tôi lại nghĩ đến cuộc trò chuyện trên bàn ăn tối của cái bộ phim đó đó. Thì Walker là một người đàn ông da đen to lớn, anh ta là cầu thủ football và những người cộng hòa này nè, họ không có quan tâm gì một tí tị gì đến anh ta cả. Họ chỉ đang muốn lợi dụng anh ta để giúp họ có thêm một phiếu ở thượng viện để lộng hành vi phạm hiến pháp theo cách mà những người da trắng bảo thủ ở đất nước này luôn sử dụng đối với những người da đen khi họ có bất cứ một chút cơ hội nào tôi nhìn Walker đứng trên bục đọc diễn văn tranh cử đó. Tôi thấy xấu hổ đó. Thấy buồn và phẫn nộ đó. Walker nói năng không mạch lạc, vụn về, mặt thì bóng như là có chết dầu vậy đó. Walker cười với vẻ vanh váo ngay ngang, không che đậy được sự hoàn toàn thiếu hiểu biết về việc là anh ta đang bị lợi dụng một cách trắng trợn bởi Đảng Cộng Hòa là một đảng chưa bao giờ có ý định giúp những người Mỹ da đen giống như anh ta cả. Đem Walker ra tranh cử là một cuộc tấn công rất thô bạo của Đảng Cộng Hòa vào phẩm giá của người Mỹ da đen. Tại sao họ lại tàn nhẫn dám sử dụng gã hề này như một lá chắn cho những thất bại rõ ràng của Đảng Cộng Hòa trong việc họ không hề có chính sách giúp đỡ người da đen? họ không đáp ứng được những mong mỏi và nhu cầu của cử tri da đen. Họ trưng bày anh ta ra và họ nói như thế này nè. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Các cử tri của chúng tôi không quan tâm đến giống da đen của anh ta. Chúng tôi không phải là một đảng kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi cũng có những người da đen đứng về phía chúng tôi vậy. Đem quá cơ ra các buổi meeting giống như đó. Là đem các con gia súc, là con heo, con bò, con ngựa, được đem ra đấu giá ở một hội chợ của thành phố và khi nào đó có một ai mà trả đúng giá để mua cái con vật đó đó thì cái con vật đó sẽ được đeo một cái nơ xanh một cái blue ribbon tức là ý của bà tác giả này nói là đem một người da đen ra để trưng bày không có nghĩa là đảng đó có người da đen họ chỉ dùng người da đen để trưng thôi điều đó có nghĩa là cái đảng đó đó nó đang quảng cáo một tên bất tài bặm trợn. Một người đàn ông không đủ trí tuệ, không có phẩm cách, không đủ tự trọng, đang ca hát múa may trên khán đài to lớn như vậy. Đó. Là anh ta đi ngược lại với chính quyền lợi của anh ta. Họ đưa anh ta ra tranh cử như là trò đùa vậy. Đó. Anh ta có biết rằng, dù rằng anh ta được các ông chủ nô da trắng cho ngồi ngang hàng trên bàn ăn của họ, nhưng họ chỉ muốn lợi dụng anh ta để cai trị cái đám nô lệ cùng giống da đen với anh ta mà thôi. Cho dù Walker thắng hay thua đó thì tất cả các thành tích tốt của anh ta, các thành tích có giá trị hoặc đáng giá gì trước đây đó của Walker đó, đều đã bị thiêu hủy hoàn toàn sau cuộc bầu cử này. Tên tuổi của Walker hiện nay và mãi mãi sẽ bị lu mờ. Bởi sự nhục nhã chính trị là bị đánh gục Tên tuổi của Walker đã bị nhục rồi Và Đảng Cộng Hòa đã đưa Walker lên Nhưng không hề quan tâm đến đến, đến anh ta Cuộc bầu cử trông giống như một trò hề lỗ bịch Đảng Cộng Hòa đã nói rằng Họ muốn quyền lực hơn là liên sỉ Họ nói rằng cuộc đua là một trò đùa Và tất cả chúng ta phải nên nhớ rằng Họ sẵn sàng tiêu diệt một người để đạt được mục đích của họ. Và đảng Cộng Hòa nghĩ rằng Walker sẽ không bị đánh gục. À. Mà nếu anh ta bị đánh gục thì sao? Thì anh ta cũng không bao giờ là một người trong số họ. Có đúng vậy không? Tôi, tức là tác giả, không quan tâm đến việc Herschel Walker dường như không biết là mình đang bị lợi dụng và tôi không quan tâm rằng nước mỹ đã để chuyện này mà mà không mà tôi quan tâm rằng nước mỹ đã để chuyện này đi quá xa rằng đất nước này đã chẳng coi con người của người da đen những câu chuyện của người da đen những sự thật về người da đen ra gì cả tôi quan tâm rằng đó khi tôi đang xem tin tức hàng ngày với những thành kiến về người da đen đã có sẵn đó, và cái nút dây thầm lặng nó xoay ngược lại đang thắt Chặt quanh cổ họng tôi muốn nghẹp thở luôn. Cuộc bầu cử runoff này, ai thắng thì cũng vậy. Nhưng ứng cử viên Walker là một thảm kịch của nước Mỹ này. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của bà Caroline Randall Williams. Bà là một nhà thơ và là một nhà văn uh, sinh sống ngay trong trường uh, đại học uh, Vanderbilt, là một đại học tư ở uh, Tennessee. Đảng Cộng Hòa đó, họ để Trump hoành hành trong chuyện ông ta đi trả thù những người nào chống lại ông ta và để cho ông ta tự do lựa chọn các ứng cử viên ra ứng cử cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi. Đó. Và Đảng Cộng Hòa họ đã bất lực khi mà các ứng cử viên ông ta đưa ra nó đều thắng ở vòng sơ bộ vì dân Maga đông lắm. Họ đi bầu ở vòng sơ bộ rất là đông và họ chỉ nhắm mắt bầu cho những con gà của Trump và hầu như tất cả các con gà này đều bị đá văng hết trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi. Đảng Cộng Hòa với những giá trị đạo đức con người, đạo đức gia đình thì nay chỉ còn là quá khứ, chuyện quá khứ rồi quý vị. Những ứng cử viên cỡ như Walker như thời trước nữa là đã văng ngay từ đầu rồi không có lý do gì để bén mảng đến chuyện được đảng đề cử ra tranh chức thượng nghị sĩ cả một chức cao như vậy mà hiện giờ chủ trương chính sách của đảng cộng hòa là gì là bất kỳ ứng cử viên nào cũng được không cần biết khả năng trí tuệ và con người đạo đức ra sao cả chỉ cần thắng là được thôi. bằng mọi cách không được thua quý vị biết là bao nhiêu luật ở cấp tiểu bang đã, đã được quốc hội cộng hòa ở các tiểu bang đó thông qua để làm gì để ngăn chặn cử tri đi bầu. Họ không muốn cử tri đi bầu nhiều. Có ai có thể tưởng tượng là một nước tự do dân chủ nhất thế giới như Hoa Kỳ như vậy này mà Đảng Cộng hòa muốn hạn chế quyền đi bầu của các cử tri không? Nhưng kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua nó đã chứng minh là có bị cản trở gì đi chăng nữa, dân chúng vẫn nhất quyết đi bầu cho bằng được, dù rằng phải đứng, dù rằng phải đội mưa nha. Dù rằng phải đứng xếp hàng dưới mưa lạnh vài ba tiếng đồng hồ họ cũng đi họ cũng bầu cho bằng được hiện giờ nè thì Trump vẫn đang thăm he muốn trở lại cái ghế tổng thống bằng đủ mọi cách mà vấn đề cốt lõi ở đây đó là cử tri quý vị cử tri của đảng cộng hòa họ xứng họ đã xứng đáng để có những ứng cử viên mà họ muốn là những ứng cử viên kiểu như Walker vậy đó đạo đức của cử tri không có thì làm sao mà các ứng cử viên dám đem chuyện đạo đức liêm sỉ ra để mà nói đây, đúng không? Việc Walker ra ứng cử đó và, mà đã được hàng triệu dân Mỹ bầu nha quý vị. Và đây là một thảm kịch của nước Mỹ luôn chứ không phải riêng gì thảm kịch của Walker như bà tác giả Caroline Williams đã nói ở trong bài viết của bà ở phía trên đâu. Đây là đây là một thảm kịch lớn hơn. Và thiệt hại này nè sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với sự nghiệp chính trị ngắn ngủi của bác cơ. Nguy hiểm lắm quý vị. Kính thưa quý vị, đó là bài uh, dịch và bài nhận định cho ngày hôm nay. Xin uh, bài, link bài viết tiếng Anh luôn được kèm theo ở video này. Xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật bình yên.